Chào các em, sau đây thì cô sẽ cùng các em giải bài tập C3 trang 28 sách giáo khoa vật lý lớp 6. Nội dung như sau, tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Ở khung thì người ta cho các từ là lực hút, trái đất, cân bằng và biến đổi. Bây giờ thì chúng ta cùng đọc, phân tích và tìm ra từ phù hợp cho từng chỗ trống nhé. Ý thứ nhất, lò xo bị giãn dài ra đã tác dụng vào quả lặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả lặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả lặng hướng xuống phía dưới để cân bằng với lực của lò xo. Vậy chỗ trống 1 là chúng ta sẽ điền từ cân bằng. Vì khi mà quả lặng đứng yên thì nó phải chịu tác dụng của hai lực cân bằng nhau. Mà lực của lò xo thì kéo lên phía trên rồi, vậy thì phải có một lực nữa hướng xuống dưới để cân bằng với cái lực của lò xo. Tiếp theo, lực này do chấm chấm tác dụng lên quả nặng thì đương nhiên cái lực này thì do trong các cụm từ đã cho chúng ta thấy là chỉ có cụm từ trái đất là một danh từ. Vậy thì đương nhiên đây là từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống số 2. Lực này do trái đất tác dụng lên quả nặng. Các em ghi lại câu trả lời. Với chỗ trống số 1 thì chúng ta sẽ điền từ cân bằng. Còn chỗ trống số 2 thì chúng ta điền trái đất. Sang ý thứ hai, khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị chấm chấm. Vậy phải có một chấm chấm viên phấn xuống phía dưới. Lực này do chấm chấm tác dụng lên viên phấn. À, với viên phấn mà khi được bỏ tay ra thì nó sẽ bắt đầu rơi xuống và chúng ta thấy là nó đã có sự biến đổi chuyển động từ một vật đứng yên sang chuyển động nhanh dần. Vậy chuyển động của nó đã bị biến đổi đúng không nào? Vậy số 3 này thì chúng ta sẽ phải điền từ biến đổi. Tiếp theo, khi mà một vật bị biến đổi chuyển động thì phải có một lực tác dụng lên vật và cụ thể ở đây đó là lực hút viên phấn xuống phía dưới. Vậy số 4 chúng ta sẽ điền từ là lực hút. Lực này thì do chấm chấm tác dụng lên viên phấn và đương nhiên trong các cụm từ thì cũng chỉ có duy nhất cụm từ trái đất là phù hợp. Vậy chỗ trống số 3 thì chúng ta sẽ điền từ biến đổi. Số 4 thì chúng ta điền từ lực hút. Và chỗ trống số 5 thì chúng ta điền từ trái đất. Vậy là trái đất thì được sử dụng 2 lần ở chỗ trống số 2 và chỗ trống số 5. Vậy là chúng ta đã trả lời xong bài C3.